Chào đón ông Supervisor Dave Cortese, hạt hai Councilman Ash Calvra. Một tràng pháo tay cho ông Kenson Chu. 6 xin quý vị một tràng pháo tay cho Councilman Pierluigi Oliverio. Kính thưa quý vị, Councilman Rose Herrera, địa hạt số 8. Xin quý vị một tràng pháo tay cho bà Dolores Carr. Ông Vice Mayor of Iquitas, Mr. Pete McHugh. Thì xin quý vị một tràng pháo tay cho anh hùng Lý Tấu. Anh is Miss Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc California, ông Nguyễn Ngọc Tiên. Say, can you see we're so gallantly streaming? Sài Gòn San Jose Foundation bao gồm những anh chị em đã tranh đấu và sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tại Bắc Cali từ nhiều năm nay. Lần đầu tiên và lớn nhất tổ chức đến nay, đặc biệt phần văn nghệ có hơn 40 ca sĩ nổi tiếng khắp nơi về tham dự, với những MC hàng đầu ở hải ngoại như Nam Độc Hiền Dũng, sẽ do nhạc sĩ Trúc Hồ và Trung tâm Asia thực hiện. Đài SVCN sẽ trực tiếp truyền hình đi khắp tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Đại nhạc hội sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 17 tây tháng 5, 2009 tại sân vận động trường trung học Independence San Jose, cùng đi hai bên xe của ban tổ chức với những biểu tượng rất đẹp là phái đoàn đông đảo đại diện quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, các quân binh chủng, các đơn vị thể hiện tấm lòng của đồng bào hải ngoại, luôn luôn quan tâm đến anh em thương phế binh đang trong hoàn cảnh nghiệt ngã tại quê nhà. Họ là những người chiến sĩ đã chiến đấu và đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Xin quý vị đồng hương hãy tích cực hưởng ứng tham dự đại nhạc hội Cảm ơn anh kỳ ba tại trường trung học Independence vào ngày Chủ nhật 17 tây tháng 5. Đón Tết không quên tình chiến hữu, vui xuân nhớ mãi nghĩa thương binh. Hãy tích cực hưởng ứng đại hội Cảm ơn anh người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ ba tại Bắc California. Thành xin quý vị một tràng pháo tay. Vice Mayor of Iquitas, Mr. Pete McHugh. Thành xin quý vị một tràng pháo tay cho anh hùng Lý Tấu. Is Miss Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc California, ông Nguyễn Ngọc Tiên. Oh, say can you see we're so gallantly streaming. Echelon! Jose Foundation bao gồm những anh chị em đã tranh đấu và sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tại Bắc Cali từ nhiều năm nay. Lần đầu tiên
và lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt phần văn nghệ có hơn 40 ca sĩ nổi tiếng khắp nơi về tham dự, với những MC hàng đầu ở hải ngoại như Nam Độc, Hiền Dũng, sẽ do nhạc sĩ Trúc Hồ và Trung tâm Asia thực hiện. Đài SVCN sẽ trực tiếp truyền hình đi khắp tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Đại nhạc hội sẽ diễn ra vào Sài Gòn. Quý vị, chào đón ông Supervisor Dave Cortese. Hạt 2, Councilman Ash Calvra. Một tràng pháo tay cho ông Kenson Chu. 6, xin quý vị một tràng pháo tay cho Councilman Pierluigi Oliverio. Kính thưa quý vị, Councilman Rose Herrera, địa hạt số 8. Xin quý vị một tràng pháo tay cho bà Dolores Carr. Ông